Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lulu is the World. Mình là Chi Chi và đây là Lulu. Thì hôm nay là mình đang dọn nhà. Thì mới có một cái ý tưởng như thế này là mình sẽ làm giường ngủ cho Lulu từ những cái hộp có đồ mà của mình trước giờ mình không xài nè. Để trên đầu tủ rồi giờ mang xuống mình mới có dịp xài. Đây nè. Này làm sơ sơ thì Lulu nó có vẻ rất là thích. Bây giờ mình sẽ cắt cái này. Sẽ cắt cái này ra. Để chi nó chỉ còn hộp chữ nhật thôi. Phải gỡ hết mấy cái này ra từ dưa luôn. Mấy cái này luôn luôn ngứa miệng, luôn luôn cắn nè. Thấy chưa? Đấy. Bây giờ vậy là xong rồi. Ta đây. Một nút nhạc đã xong cái chỗ hộp ngủ cho luôn. Rồi, vui không? Vui không? Đâu sẽ xem gương mặt mãn nguyện của cô Lu, của khách hàng Lu luôn. Cô Lu vậy. Cái mặt này đang nghịch lắm nè. Thường á mà Lu Lu á mà nó bị cuồng á là nó sẽ cắn mình như vậy nè, thấy không? Đấy, stop. Lu stop. Đấy, mấy bạn phải dạy lệnh cho nó. Khi nào mà mình có một cái số lệnh mà mình bảo là với Lu á là mình không thích nó làm như vậy, là thứ nhất là stop, thứ nhì là hư, thì khi mà nó nghe hai lệnh này nó sẽ lập tức nó dừng lại những cái công việc mà nó đang làm cho mình tỉnh hơn rồi nè. Đấy, làm tới luôn nha, mẹ làm cho luôn nha. Cái này là cùng LCD của mình. Trong trường hợp mà mấy bạn không có gói cũ á thì mấy bạn có thể sử dụng những cái đồ dẻ, quần áo cũ đây nè. Nên giờ mình làm cho vui, mình sắp lại để lên cho nó. Đấy, đồ gì nó đang ngồi vô sẵn rồi các bạn. Đồ khôn lắm. Đua xách ra nè con, xách ra mình làm cho bé mua cái nè. Đấy, mình cho nó hai sự lựa chọn luôn, thích nặng gói có gói, thích nặng mùi dĩa có mùi dĩa. Rất dưa, rất dưa. Bước qua đây nha. Cho mùi dĩa nhỉ nhỉ kìa, mùi chưa làm đâu. Luôn, bôi xít. Xít, xít. Rất dưa rồi. Rất dưa. Ok, bây giờ mình sẽ show cho các bạn đồ Tết của Lu ha. Năm nay mình mua đồ Tết của Lu hơi bị già, mình không ưng bằng năm ngoái lắm. Nhưng mà cái năm ngoái thì Lu mặc nó hết vừa rồi. Lu với Moon mặc đều hết. Mình mua cho Moon năm ngoái thì năm nay là mặc cũng vừa. Đẹp lắm mấy bạn à. Thấy mua rất là đáng tiền luôn á. Kiểu cái áo này mình mua nhớ là 200 mấy thì phải. Rất là ok. Mở mở. Dạ, nó sợ mấy bạn ơi. Moon nó bị cái là nó hơi nhét. Cho nên là gì nó cũng sợ hết. Cái mẫu này á thì đặt ra là mình đặt trên Shopee, mình nghĩ là mình thấy hình nó sáng màu hơn, mình không nghĩ là nó tối gì đâu. Cái này thì bằng nhung nè mấy bạn à. Bằng nhung hoa cũng đẹp lắm, nhưng mà có điều màu nó hơi già, đúng không? Mình lại thích tới Tết thì là mặc đồ nhìn nó trẻ trung tí. Đây nè, lu không biết. Đây, đẹp chưa? Đây, là dán rồi đấy. Đây. Muốn muốn cho biết. Đây. Chụp hình cho em luôn. Đây, hai cô gái. Hai cô gái chuẩn bị ăn Tết. Đây, cô gái luôn chưa gì hết là nó nằm rồi. Được không mấy bạn? Mấy bạn thấy được không?
Mình đang tính mua cho Lu một bộ dài khác, chứ bộ này nó hơi già quá. Nếu mà mấy bạn thấy mà muốn mình mua cho Lu bộ dài khác thì mấy bạn nhấn like cho mình nha. Cô like. Cô like trắng trợn. Chân không? Tự nhiên nằm chân không? Bởi vì không hiểu sao luôn á nha. Nhiều bạn cứ bảo Lu luôn ngoan này nọ, nhà bình thường không quay phim á thì quậy như quỷ vậy á. Nhưng mà quay một phim một cái là tự động nứt nè, đền nã liền. Và mua đi cứ vậy. Đấy, cứ quay phim là nứt nè, đền nã. Còn không quay thì cái mặt như cái mền. Bây giờ thì mình phải quay trở lại dọn nhà đây. Thì mình hy vọng là các bạn cuối năm rồi có thể dành thật là nhiều thời gian cho các chú chó cưng của các bạn, và có cả thời gian để phụ dọn dẹp cho gia đình nữa ha. Ok, hẹn các bạn lại lần sau. Bye bye. Nhớ like và subscribe cho mình nha. Lulu, Lulu ơi, say goodbye Lulu. Say goodbye. Say goodbye.